Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Trở lại với phần 2 của Cà Phê Sáng ngày hôm nay, thì hồi nãy chúng tôi đang nói về những cái hình ảnh tốt mà quý vị thấy trên báo của Cộng sản đăng lên đó, thì toàn là những cái dàn dựng không. Còn những hình ảnh mà đời thường đó thì chỉ có những cái người mà đi quay YouTube hoặc là những cái người mà vô tình chụp được đó thì đưa hình ảnh, những hình ảnh đó lên. Thì những hình ảnh đó sau này sẽ bị gọi là tư tưởng thù địch hoặc là phản động này kia. Nhưng mà đó là sự thật thôi với quý vị. Thí dụ như là trong cái vụ mà COVID-19 này ở Việt Nam đó, thì chính phủ chắc cũng có giúp đỡ cho dân, nhưng mà một ít nào đó thôi, chắc là cũng có quen biết. Chứ nếu không quen biết thì làm sao mà số tiền mấy chục ngàn tỷ tới tay người dân, từng người dân một. Không phải là mình nói xấu, nhưng mà cái cách mà họ làm việc đó thì mình đã thấy trước như vậy rồi. Nhưng mà trong đó thì có những cái đời thường nó rất là cảm động. Thí dụ như là có một cái anh này đây, dậy sóng trên mạng mấy bữa nay, đó là anh có tên là Minh Râu. À, Minh Râu làm nghề bán râu, bán râu tử tế đó. Ờ, bán những trường vậy. Thì cái anh này đó, anh đăng bảng lên rồi anh nói rằng là bán râu tử tế. Bạn bè anh nói, ui tụi tao kiếm 1 triệu, 2 triệu mỗi ngày nhờ giá râu lên giá, nhưng mà tại sao mày không làm vậy? Ông này ông nói kiếm tiền cả đời chứ đâu phải kiếm tiền lúc này. Cho nên á, ông cứ để râu đó, ai muốn lấy thì lấy, thích thì ủng hộ, không thích thì thôi. Nhưng mà ông cũng có nói thêm, cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chứ đừng có lấy cả đống về rồi bỏ thừa, rồi trong khi người khác không có, rồi vân vân đó. Rồi cũng phải tuân theo đeo khẩu trang. Đấy, ông đâu râu muốn miễn phí 1 ký, lấy theo mẫu, có nghĩa là ông bó lại một mẫu rồi ông cho lượng chừng đó, đây là 1 ký nè, cái vị lấy cứ nhiêu đây là 1 ký nè, đừng lấy nhiều hơn. Lấy đó. Nhiều bị la. Lấy nhiều thì bị la, đó, ông có ghi đàng hoàng. Lấy theo nếp từ trên xuống, đừng bới móc. Đây là một trong những cái hình ảnh mà người ta đang là truyền ở trên mạng. Còn có một cái video clip khác nữa mà thấy rõ ràng là chính người dân là những người giúp đỡ những người dân đang bị cách ly. Đây là hình ảnh một vlog quay được ở phường 15, quận 8 trong cái khu bị cách ly đó. Nhiều người bây giờ không có nước mắm, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, các loại rau xanh này kia đó. Thì ở đây đó, có một người đàn bà đã đi mua những cái thực phẩm thiết yếu này nè, rồi mang tới đây nhờ những xe ba gác đó, rồi thông báo cho cái phường này biết trước là người dân đứng xếp hàng đàng hoàng, cách ly, cách giãn cách xã hội, đứng cách xa nhau để mà họ phát cho những người. Đây là những cái người mà không phải của chính quyền nha quý vị, người dân họ thấy tội nghiệp cho cái khu cách ly đó. Có những khu cách ly đó không có ai ra vào, không có ai mang thực phẩm gì hết. Thì những người dân này họ tự động họ làm, chứ không phải là của nhà nước. Ông nhà nước của mình thì tự nhiên là đâu chạy tới rồi căng cái bảng băng rôn lên là mặt trận tổ quốc đang giúp đỡ, ví dụ vậy. Thì đó là những cái hình ảnh đời thường. Thì biết rằng là ở hải ngoại này cũng có nhiều người từ thiện nè, biết rằng cũng có rất là nhiều người âm thầm giúp đỡ, hay những tổ chức đang âm thầm giúp đỡ những cái hoàn cảnh đang gặp khó khăn ở Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi được biết là vào thứ Bảy này, thì tại tịnh xá Giác An ở trên đường Đeo thuộc thành phố Garden Grove, thì sư thầy Giác Châu ở đây đó có nhã ý rằng là ngày hôm đó cũng có chương trình làm từ thiện, cũng trích ra một số tiền để mà giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh gặp khó khăn tại Việt Nam. Thì cũng có nhiều bạn cũng là đóng góp mang thực phẩm tới đây. Thí dụ như là có một bạn nói rằng là em sẽ ủng hộ 300 phần hay là 400 phần rau câu dừa. Rồi số tiền đó được, nếu mà bán được những cái rau câu dừa đó cho khách tới mua những món ăn chay ở đây, thì sẽ tất cả là cho hết cho bên chùa, để mà chùa giúp đỡ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn ở Việt Nam. Rồi Ngọc Lan ở đây cũng là một trong những mạnh thường quân đây. Ủng hộ cho tịnh xá Giác An là 50 ly chè dưỡng nhan. Quý vị tới mua một ly chè dưỡng nhan, tức là quý vị có đóng góp vô cho
sư thầy ở đây, cho chùa, ta tịnh xá ở đây, rồi tịnh xá sẽ dùng số tiền đó để mà ủng hộ hay là giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì tịnh xá Giác An vào thứ bảy này cũng là ngày chay, nhưng quý vị sẽ có món mì vịt tiềm rất là ngon, không đối thủ đó, mì vịt tiềm không đối thủ. Rồi có sẽ có rau câu của một bạn trên Facebook, rồi Ngọc Lan đây, rồi có nhiều mạnh thường quân ủng hộ Hiện Kim nữa. Thì quý vị nhớ thứ bảy này 7 giờ sáng là đã có bán rồi, cho nên cái địa chỉ đó là 12811 đường Dell thuộc thành phố Garden Grove hay là Stanton ta, không biết cái khu này nó là cái gì, Garden Grove, dễ đi lắm quý vị, nó nằm ở ngay ngã ba của đường Garden Grove Boulevard và đường Dell, tức là cái đường Newland mình đi từ dưới Bonsa mình đó, đường Newland đó, mình đi hết tới cuối đường thì sẽ là cái ngã ba, rồi từ đó mình quẹo trái đó, nếu mà quý vị đi từ Bonsa đó quẹo trái đi lên gặp đèn xanh đèn đỏ là đường Dell, rồi quẹo tay mặt đi 500m thấy ngay tịnh xá bên tay trái vậy thôi. Và sẽ có ba cái cột cờ dễ thấy lắm, rồi có hình Phật Di Đà này rồi đằng trước nè, đó đó, có bị nhìn vô đậu xe thì trên mặt đường này hoặc là trên cái sân này nếu mà có chỗ đậu xe, rồi mình đi vô cái cổng bên hông đó, đi thẳng ra phía đằng sau là nhà bếp, rồi mình cứ sẽ ủng hộ. Thì cũng kêu gọi quý vị là nếu mà quý vị không biết chỗ nào để mà mình có thể giúp một tay thì quý vị tới ủng hộ vào ngày thứ bảy này quý vị nhé. Ngoài cái chuyện mà ngay tịnh xá Giác An như mà anh Nguyễn Trường vừa nói đó, thì vòng quanh ở đây đồng hương Việt Nam rất là có cái tinh thần tương trợ cho những người bà con khó khăn ở các cái khu cách ly. Ngoài đó thì ví dụ như là cô Kiều Lưu ở ngay vùng Lido Sài Gòn này nè, cũng đứng ra vận động ở trong một cái quỹ, và bây giờ cái quỹ đó gọi là quỹ Việt Bay. Việt Bay đã ứng trước số tiền là 20.000 đô la để gửi về giúp đỡ cho những người gọi là tri ân y bác sĩ tuyến đầu, cũng như là 5.000 phần quà cho bà con lao động ở khu cách ly. Xong rồi những người mà người ta biết á, biết đến cái cô này thì làm từ thiện rất là nhiều, thì họ gửi vào trong cái khoản họ muốn đóng góp bao nhiêu thì họ cứ gửi, nhưng mà cái số tiền mà cô đã ứng trước của cái quỹ này là 20.000 đô la rồi. Rồi bên cạnh đó, ví dụ như là tiệm mà tạp hóa Bảy Bonsa cũng ở ngay gần khu Phước Lộc Thọ mình ở đây thôi, thì cũng có những cái nghĩa cử rất là đẹp, đó là họ nhận những cái tấm thiệp á, những cái tấm thiệp mà của ở đây là của những cái em khuyết tật ở Việt Nam làm, thì họ nhận mua với cái số tiền, ví dụ như các em này bán ra cái thiệp đó chỉ có 3.000 đồng Việt Nam thôi, 30.000 đồng Việt Nam, nhưng mà cô mua đó thì cô trả cho các em này là 50.000, rồi xong rồi sau đó thì vận chuyển qua đây, xong rồi bán, rồi lại lấy cái tiền đó đó, tất cả những cái tiền lời đó được thì cũng gửi về để giúp, vừa là giúp cho các em bị khuyết tật ở Việt Nam, vừa là giúp cho những người ở các cái khu mà bị cách ly. Rồi ngay cả ở trong nước cũng vậy, ngoài những cái chuyện mà tự động nhiều người dân á, người ta phải giúp nhau là bởi vì sao? Ở đây quý vị xem một hình ảnh ở khu cách ly, mà đã cách ly rồi thì chính quyền đó giúp đỡ người ta bằng cách nào thì quý vị xem đây, người ta tự động người ta đưa lên, la lên. Tới em tới mẹ cho nè, đây nè, đây người ta chưa có nè. Nguyên một thầy ăn hành sống nha, còn nguyên một dãy trọ của em mười mấy phòng nó được có nhiêu đây nè, đó. Mười mấy dãy trọ mà được có bốn trái bơ với lại một bó hành thôi thì làm sao mà người ta ăn. Đó thì nói là ở nước ngoài viện trợ đâu, rồi ngoại tỉnh vân vân. Đó thì quý vị nhìn sẽ thấy rằng là họ cực khổ như vậy đó. Đó chính là lý do vì sao mà người dân họ tự giúp nhau, giống như hình ảnh hồi nãy anh Nguyễn Trường đưa lên. Rồi nhiều nơi thì người ta cứ âm thầm người ta giúp đỡ, bởi vì tiếng kêu của người dân đây thì chỉ có người dân mới thấu hiểu mà thôi. Còn lại là bên phía chính quyền á, thì giúp đây giúp là chỉ có 4 trái bơ mà một bó hành ngay tại nguyên một cái khu xóm như vậy thì làm sao mà ăn. Ủa cho mà nên là những cái hình ảnh này tại sao không thấy phóng viên báo chí tới chụp hình? Đây người ta tự động lên. Người ta làm, người ta quay, người ta đưa lên thì không. Nè chia hành đi, chia hành về luộc lên chấm nước mắm ăn. Trời ơi, thấy quá là đau lòng cho những cái cảnh tượng như thế này. Quý vị xem ở trên Facebook hay là
của người quen thì Ngọc Lan cũng tin rằng quý vị sẽ thấy những người quen, những bạn bè của mình á, nói chung là hoàn toàn là tự giác đứng ra để mà giúp đỡ cho những cái người ở người dân gì rất là nhiều. Ví dụ như ở đây trong một cái post này là của một học trò cũ của Ngọc Lan thôi, cứ thấy theo dõi thì thấy em làm rất là nhiều việc. Ví dụ như mỗi ngày em đều đăng lên thì em cũng đứng ra em tự làm, xong những người khác thấy đó thì người ta đóng góp vô. Ví dụ như ở đây là tổng cộng là gần 1.000 phần, 975 phần đồ ăn để mà đưa đi giúp đỡ cho những nơi mà bị cách ly. Thì đây, hoàn toàn là người đó, dân làm. Cho nên cái clip quý vị đang coi đây, đó là những cái mà tự người dân người ta làm. Mà có những người đó khi mà nhận một bó rau muống nha, người ta rớt nước mắt. Người ta nói trời ơi, thèm một bó rau muống rồi đây nè. Có những người người ta tự động nha, kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ để họ có cái công, có cái việc đi làm. Đây là phát rau muống nè, một chai nước tương nè, đó, rồi một chai dầu ăn nè, rồi một gói bột ngọt nè. Đó, họ làm cái hàng rào ngay đó đó để mà đứng cách xa nhau, là một đừng có vô chen lấn đó Ngọc Lan. Cho nên có những người người ta xếp hàng trước cả 1-2 tiếng đồng hồ để mà nhận hỗ trợ từ những cái mạnh thường quân như vậy, chứ không phải là ông nhà nước nào tới để mà phát quà, phát đồ ăn như vậy cả. Không cần phải giấy tờ, không cần phải gì hết. Không đúng giấy không? Tờ, không gì hết đó, tức là người hộ nghèo mà tự nguyện tới mà lãnh đồ ăn nó thì cứ việc tới. Thì đó là những cái hình ảnh mà quý vị thấy. Nhưng chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho Cà Phê Sáng với những hình ảnh thật, hình ảnh từ trong khu cách ly tập trung mà đã được người dân quay lại và trình chiếu lên trên YouTube và trên những cái mạng xã hội khác, để thấy thêm những hình ảnh mà tại trại tập trung mà những hình ảnh đẹp phòng ốc này kia nó khác với những hình ảnh thật sự người ta quay được như thế nào. Mời quý vị nhớ quay lại trong một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho Cà Phê Sáng.